Liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế theo Cục thống kê Lào Cai, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2023 của Lào Cai tăng 0,01% so với tháng trước. Các yếu tố làm tăng CPI trong tháng 5 năm 2023 là chỉ số giá nhóm thực phẩm, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng. Các yếu tố làm giảm CPI trong tháng 5 năm 2023 là chỉ số giá nhóm rau tươi, khô và chế biến, giá xăng dầu. Cũng theo đánh giá, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 5 diễn ra sôi động so với tháng trước. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội đạt 3.160,8 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước. Như vậy, tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội 5 tháng đầu năm đạt trên 14.800 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2023.